Vâng, em chào tất cả các bác. Thì đây là ba con đẩy cover 1200W, thoải mái mà các bác chơi những dòng loa gia đình như là Boss, là BMB, Squier Vega, những dòng bass 40 như là Full vân vân. Đặc trưng của cover thì thiết kế gọn gàng. Nếu các bác nào mình cần một con đẩy gọn gàng nhưng mà uy lực rất là mạnh mẽ, chạy 20 sò, 1200W và máy đẹp xuất sắc nha. Con đây là con 1250 nha các bác. 1250. Con này chạy nguồn xung, con này giá 12 năm. Con này là cover BM 900, em có hai con nha. Giá là 11 nha các bác, đều công suất là 1200. Hàng đẹp hết nha các bác. Đây. Con là con 1250, con này thì khá hiếm nha. Còn cả tem siêu thị các bác. Đều hàng nội địa nha các bác, điện 110 nha. Đây là con cover BM 900. Hai con đẹp xuất sắc nha. Thì phía sau nó có trạm loa và đường tín hiệu vào nha các bác. Sau ly ba lăng và trạm loa. Các bác thấy độ mới này. Đấy. Rất là mới nha. Hàng Mỹ nồi nha các bác. Điện 110. Đấy. Mà em này cũng vậy. Cũng mới keng hết nha. Rồi cũng để không để các bác chờ lâu thì em tháo cái nắp để các bác cùng xem ruột gan độ đẹp của nó nha. Đối với em này các bác chơi hai cặp Boss 3 series hoặc là một cặp 701 kèm thêm một cặp 301 hoặc là chơi cặp full 30 vân vân 40 với 1200W thì các bác có thể cân đối trong gia đình chúng ta và phòng như thế nào để chúng ta sử dụng em nó một cách là tuyệt đối nhất. Giá trên thì em bao gồm phí ship, còn BM 900 thì giá 11, còn 1250 là 12 triệu 5. Chỉ còn đủ thì em bớt vài trăm. Vâng, đây là bên trong ba con hoa hậu cover. Đây là con 1250 nha các bác, con này thì khá là hiếm. Con này là chạy 20 con sò Motorola và 8 con Motorola 20 con Toshiba 302 và 281 và 8 con Motorola nên thành ra con này tới 28 con nha. Hay nguồn sung rất là khỏe nha các bác. Con này 12 triệu 5. Em này thì khá hiếm nha các bác. Lâu lâu mới có hàng về, con BT 1250. Thiết kế đẹp gọn gàng. Uy lực. Cũng đều là 1200W hết. Còn em hai em này là chạy 20 con nha, 20 con. Này có lọc nguồn này các bác, lọc nguồn quạt từ, những em này hoạt động cực kỳ êm ái nha. Nên các bác nếu muốn vừa nghi vừa hát thì lựa chọn những em này nha. Cover BM 900. Cái con này thì em vẫn có đặt hàng và sang hàng về. Chạy hai tủ Philips phân miệng và lọc nguồn. Đây quạt từ. Đây phần tăng nhiệt, 20 con sò nằm phía dưới là tăng phô. Đây là những sản phẩm mà được hãng cover nghệ nhân làm thủ công hết nha các bác. Đẳng cấp từ những thời kỳ đó vẫn lưu truyền và tìm sang lồng đến bây giờ. Rất là mới nha các bác. Đều trang bị lọc nguồn hết nha các bác. Đây, các bác thấy này. Đấy. Đây là những tiếng cover nghe rất là sướng, đã tài. Con cover BM 900 1200W giá là 11 triệu bao ship nha các bác. Còn con 1250 thì nó giá 12 năm. Chỉ còn đủ thì em bớt 200 cho mỗi con. Đấy. Đều sử dụng điện nội địa 100 và 110 nha. Đều là hàng đẹp hết nha các bác. Hàng tuyển hết nha. Những em này mà các bác chơi Boss, chơi BMB gọi là fan tơi bời luôn. Nghe nhạc hay và hát karaoke Vivo, chỉ cần các bác nghít một con vang nữa là ok nha. Để chất tiếng của nó bài giải là quá tuyệt vời rồi. Sáng tiếng đặc trưng cover. Cover thì nghe y chang Boss nha các bác. Rồi em xin dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo. Bác nào chốt những con đại cover và yêu thích con cover nào thì alo cho em nha.